Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 13 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, gió mùa đông nam hoạt động với cường độ mạnh đưa mây ẩm từ biển vào đất liền. Về chiều tối và đêm muộn kết hợp với rãnh áp thấp, nhiều khu vực ở vùng núi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong đêm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên mức từ 18 đến 20 độ ở khu vực vùng núi và từ 20 đến 22 độ ở các tỉnh vùng đồng bằng trung du. Sang đến ngày mai, miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của vùng hội tụ gió. Vì thế, trời tiếp tục ở trạng thái mây nhiều, đến trưa chiều có nắng nhưng lại gián đoạn. Vì thế, nền nhiệt ngày không tăng cao, phổ biến trong khoảng từ 27 đến 29 độ, trời mát mẻ. Dự báo trong hai ngày cuối tuần này thì khu vực ở Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới. Đối với các khu vực ở Trung Bộ, thời tiết có phần ổn định hơn. Khu vực ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời cũng chuyển nhiều mây hơn về đêm và sáng sớm. Sang đến ngày mai, trời có nắng nhưng không mạnh, nhiệt độ ngày ở đây dao động từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ trưa chiều dao động ở mức từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống phía Nam, đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai cũng là những ngày có thời tiết đẹp, nắng sớm. Riêng đêm nay không có nắng nào có mưa, kèm theo thời tiết dễ chịu. Sáng đến ngày mai, ở vùng cao Tây Nguyên trời có nắng nhưng không gay gắt. Vì thế, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên ở mức từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nhiều nơi có nắng nóng. Dự báo trưa chiều mai, chỉ một vài nơi ở miền Đông như Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai có mức nhiệt trên 34 độ. Còn các nơi khác ở Nam Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, rãnh áp thấp ở phía Nam hoạt động yếu dần, chủ yếu chỉ gây ra mưa dông trên khu vực phía Đông của giữa và Nam Biển Đông. Còn các khu vực khác đều chỉ có mưa một vài nơi, gió thổi dưới cấp 4 nên sóng thấp, biển êm.